Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với VC Tactical, nơi chúng ta sẽ xem cũng như là phân tích về 3 round thi đấu ấn tượng nhất ở VCT Pacific Stage 2 vừa qua. Và mình là Sintosic, bên cạnh mình Carter Linick sẽ là hai analyst đến từ 500 Road và đồng hành cùng các bạn xuyên suốt cái series này. Và trong số đầu tiên của VC Tactical lần này thì bọn mình cũng đã tổng hợp được 3 tình huống thi đấu hay và đáng chú ý nhất. Có rất là nhiều điều để chúng ta có thể nói về màn trình diễn của 3 đội tuyển mà nằm ở trong 3 tình huống bọn mình đã lựa chọn. Và một trong số đó, đó là cặp trận mở màn của các thành viên bên phía DRX cùng với Zeta, một chiến thắng hủy diệt 13-0 trên bản đồ thi đấu Icebox. Vậy thì những người Hàn Quốc đã làm gì để khiến cho Zeta không có nổi một chiến thắng đây? Thì nó là bắn không trượt đến từ Burst, và bây giờ thì sẽ là một khẩu operator dành trong tay của anh chàng Dep của Zeta Division. Nào, nhưng vấn đề rằng là các thành viên bên phía Team Deck có vẻ như họ không muốn hướng lên khu bom site B mà họ sẽ tiếp tục đánh vào bom site A. Được đà lấn tới đến các thành viên bên phía Team TX. 3A lần này sẽ bao gồm những cái tên như Last, rồi Juran cũng như là Herodon. Từ hai initiators cùng với đó là một Sentinel để phòng thủ sai. Lớp da đầu tiên bị phá hủy. Last liệu tiết lộ thông tin chưa đây? Đó là một trái flash đầu tiên tới vị trí của bên. Một quả lựu đạn chính xác là most speed của Hero lại bắt được thành công bên chàng Burst. Cơ hội là vẫn còn. Trái smoke này cũng không hoàn toàn là hoàn hảo từ thành viên bên phía của DRX. Và cái bóng lưng của Force Nine cũng đã được nhìn lại bởi Sugar Zero. Tuy nhiên thì cái cơ hội đi móc máy gì cho Sugar Zero là không cao. Flashback hạ gục được vị trí của Juran trong trạng thái anh ta bị mù. Phải như là một cú flash không thành công. 30 máu còn lại thì độc phụ Claw vẫn đang còn ở đây. Và flick trượt viên đạn Classic lại không đủ sát thương tới từ vị trí của Dep. Người lộ thông tin ở vị trí đi móc máy là Sugar Zero. Anh ta cũng không còn nhiều những cái lý do để tiếp tục cùng đường của... Round thi đấu thứ 5 sẽ là một trong những round thi đấu điển hình để chúng ta nói về những cái setup cực kỳ là khoa học của các thành viên bên phía DRX. Rồi, chúng ta hãy tạm dừng lại ở tình huống này. Ở thời điểm hiện tại, các bạn có thể nhìn thấy Herodon đã có một động thái muốn nhảy lên trên khu vực top và thực hiện những cái tình huống pick hoặc có thể đâu đó là flash. Ở trong bom site thì các thành viên bên phía Zeta cũng có Juran đang ở một góc kê rất là đẹp để có thể nhìn được người ở khu vực Veil. Nhưng những cái sự đáp trả ngược lại của đội hình bên phía của team DRX ở thời điểm này mới chỉ có một trái smoke duy nhất tới từ anh chàng Flashback mà thôi. Và đây là một trái smoke để trì hoãn những tình huống first pick của đội hình bên phía team Zeta. Rồi, chúng ta có thể tạm dừng lại đây để có thể nhìn thấy những kế hoạch đầu tiên của Zeta đã bị các thành viên bên phía DRX họ hủy diệt như thế nào. Đầu tiên, Burst đã sử dụng cho mình một trái tinh vân, và sau đó thì anh ta lợi dụng những cái lượng tầm nhìn bị che phủ bởi đối phương và đã tiếp cận được an toàn bằng cách nhảy xuống khu vực gần với cả viên orb. Và vị trí first pick của Herodon lúc này sẽ không có một chút tầm nhìn nào khi anh ta bị dính những cái hiệu ứng mù tới từ vị trí của anh chàng Pain. Và đây là những cái bước đầu tiên, chỉ với 2 điểm utility, các thành viên bên phía của team DRX đã đẩy lui toàn bộ đội hình bên phía Zeta vào trong những cái thế bị động. Và chúng ta có thể nhìn thấy trong khu vực minimap đúng không? 3 thành viên bên phía Zeta bây giờ hoàn toàn không có một lượng tầm nhìn cho phép. Cộng hưởng với điều đó, họ không có được một vị trí đứng đủ đẹp để có thể cover chéo lẫn nhau. Đây đúng nghĩa là họ túng tụng lại một vị trí và hoàn toàn đang chờ những cái đợt tấn công bên phía đại diện của Hàn Quốc. Không thể hiện những sự vội vàng của mình. Thời điểm hiện tại thì DRX cũng chuẩn bị thực hiện một tình huống đánh khu vực ông sai, nhưng trước hết họ cần những tín hiệu cho trái smoke này nó tan biến đi. Như vậy thì họ sẽ có một lượng tầm nhìn là thoải mái hơn. Và để bù đắp cho lớp tường độc mà Marco đang không thể sử dụng ở khu vực bóng xanh A, đó sẽ là một trái smoke của Viper. Cùng với đó, Clove trong tay Flashback cũng sẽ thực hiện một tình huống smoke trong khu vực Raptor. Nó tạo ra một trái one way. Những sự phản kháng của các thành viên bên phía Zeta bây giờ chỉ có thể bởi những utility từ anh chàng Gecko thôi. Và mọi người có thể nhìn rằng vị trí của Juran bây giờ đã phải lùi ra khỏi khu vực upper ở khu vực Heaven, bởi vì anh ta không có nhiều những cái tầm nhìn. Còn nói về những pha móc máy của Sugar Zero thì thực sự là nó không gây quá nhiều những áp lực với các thành viên bên phía DRX. Foxy Nine vẫn sẽ là người đảm bảo ở phía sau lưng. Và sau đó chúng ta còn thấy một vài những cái tình huống flash cũng không thực sự là chuẩn chỉ tới từ Zeta. Họ mắc những sai lầm. Trong tầm nhìn này, Flashback quá thoải mái những góc kê của mình. Một vài những cái điểm trừ còn lại có lẽ nằm ở việc mà trái smoke khu vực screen nó tạo ra một cái kẽ hở. Và đó là cái kẽ hở để có thể khai thác ở khu vực trong sai. Tuy nhiên, các thành viên bên phía của DRX lại là những người không sử dụng vị trí giữa bom sai A. Họ chỉ bắn ở khu vực backside thôi, và đó là lý do trái smoke vẫn có thể hiệu quả. Điển hình trong một round thi đấu, DRX họ thể hiện được sự khoa học trong cái lối chơi của mình, và cũng là một minh chứng cho thấy rằng Clove ở map thi đấu Icebox thực sự đang sẽ trở thành một cái meta mà DRX đang đem đến cho toàn thế giới. Không phải nghiễm nhiên mà Zeta lại tự nhiên thất bại 0-13, mặc dù họ cũng từng là một trong những đại diện được đánh giá rất là cao trong khu vực Pacific. Và đó là những tình huống đầu tiên trong tuần này. Vậy thì tình huống thứ hai chúng ta muốn nói tới sẽ là tình huống nào đây?
Vâng, và ở cặp trận thi đấu thứ hai trong ngày thi đấu mở màn, chúng ta thấy là các thành viên bên phía team Lead Esports đã có một cú comeback đến 12 round thi đấu thông ở match thi đấu Ascent, và họ làm rất tốt điều này ở bên phía phòng thủ khi không thua một round thi đấu nào cả. Và để thấy rõ nhất là tại sao Lead Esports đã comeback được thì có lẽ chúng ta cũng đến với round thi đấu thứ 21. Hú hồn đến từ bên phía đội hình của Lead Esports. Hơi vui quá, bận xin chào quá. 10 đều rồi. Comeback thông 9 ra thi đấu đến từ các thành viên bên phía team Lead Esports. Và họ đang rất bùng nổ, rất hưng phấn. Nhưng cần giữ đôi chân ở trên mặt đất. Cần phải giữ đôi chân ở trên mặt đất, thưa quý vị và các bạn. Lần này thì sẽ Android do thám được đẩy vào cụm Markit đến từ các thành viên bên phía team Secret. Và Jeremy đã mất lướt. Đây là một tín hiệu quan trọng đối với bên phía team Lead Esports. Và ngược lại thì Blitz đang đẩy ở cụm Amen. Rất nhiều tầm nhìn ra trong vị trí Darion. Thâu bi main đến từ bên phía team Secret. Cái mũi tên điện này sẽ gây ra một lượng sát thương lớn lên vị trí White Oreo. Còn lại 50 HP đến từ White Oreo mà thôi. Và đang muốn tham minh đến từ vị trí Quenty Guy. Thêm một mũi tên điện nữa. Oreo chỉ còn lại 10 HP. Rất khó chịu đến từ Quenty Guy. Và đây là tình huống đục. Hạ gục được White Oreo. Chấp nhận bị đi tên. Không có một ai, đã không có một ai không dám đẩy cả. Quá, không dám đẩy qua Smoke. Không dám đẩy, và đây rồi, bắt được một đến từ vị trí Oanh Trăng Z này. Nhưng ngay lập tức là con bài KO của Blitz xuất hiện. Red La tiếp tục ghi điểm khi Jessifat là người nằm xuống. Hai người còn lại đối mặt với bốn thành viên bên phía đội của Blitz Esports sẽ làm gì trong tình huống này đây? Đằng sau lưng của Tuji vẫn còn chưa được đảm bảo về mặt thông tin, mà kích hoạt luôn Nunkerman để có thể secure round thi đấu này. Một mạng này bị chịu EP đẩy ra bắn nhau, nhưng đó là một mạng hay. Nhưng Zed cũng đã gục rồi, và tình huống đưa về là 1v1, và Darion đối đầu với đối phương. Một spam cấu yếu đến vị trí của Invi. Có làm nổi hay không đây khi đây là một con headshot? Invi đang đợi con đồ đến từ vị trí Invi. Sẽ nhồi nét vào giữa Darion. Darion vẫn đang cố gắng gỡ vì đây là một chén nét lôi đến từ vị trí của Invi. 11-10 dành cho thành viên bên phía team Blitz Esports. Ở round thi đấu này, chúng ta thể thấy bên phía team Blitz Esports đang bắn 2 người ở B và 3 người ở A. Nếu như chúng ta nhìn về điểm chiêu cuối, chúng ta thể thấy rằng Killjoy ở bên phía team Secret có một cái cầm chân. Và đó là thời điểm mà Crazy Guy đã côn cho một bài bắt bài đẩy cụm side A, cũng như là bỏ hoàn toàn B để chơi retake với những cái setup của Killjoy, bao gồm 2 Nano, 1 Alabot cũng như là 1 Turret. Và với cầm chân của bên phía team Lead Esports thì họ có thể retake lại được ở trong tình huống này. Và với việc đã đẩy được khu side A thì cái việc bắn retake khu side B đến từ Crazy Guy nó càng được khẳng định. Và ngay lập tức đã có một smoke được nhồi vào khu B main. Nhưng ở thời điểm này ở khu trong side, chúng ta thấy là người chơi ở khu market đó là vị trí Crazy Guy có cho mình một khẩu Odin. Và khi mà có những tín hiệu đối phương sử dụng cho mình cái cầm chân thì anh chàng này đã sử dụng hai cái mũi tên điện và khiến cho player đó là White Oreo chỉ còn lại đúng 10 HP. Và ở đây chúng ta nói về cái sự lì lợm của Crazy Guy, đúng không? Thời gian cầm chân còn rất ít thời gian, nhưng Crazy Guy vẫn ngồi đục và đã có được cho mình một điểm hạ gục. Vì Crazy Guy tin tưởng rằng những người đồng đội back về. Đây chúng ta thể thấy rotate đội hình rất nhanh đến từ các thành viên bên phía team Lead Esports, và họ đã có những cái tình huống đổi mạng. Và ở thời điểm hiện tại khi mà đã là 3v4 thì team Secret họ bắt buộc phải đẩy ra bắn nhau để có thể cân bằng lại lợi thế về người. Nhưng chúng ta thể thấy rằng bên phía team Lead đã có những cái sự chuẩn bị cho những pha thi đấu này. Và kết quả là bên phía team Secret họ mất rất nhiều người vào trong pha thi đấu 2v4 này. Chúng ta nói về điểm chiêu cuối đến từ vị trí ở Jet. Pha xử lý 1v1 giữa Invi cũng như là Darion. Darion có rất nhiều lợi thế vì đối phương vừa yếu máu, và quan trọng đó là Jet. Trong tình huống này mới chỉ bị knock out và có tầm nhìn biết rằng Invi đã di chuyển ra khu vực stair hay chưa. Và lúc này thì Darion quyết định là ngồi gỡ, và một trái nết đến từ vị trí của Invi, một trái nết lỗi. Và Darion đã là người giành chiến thắng trong tình huống 1v1 với việc can đảm và gỡ thành công trái spy này. Và qua đấy chúng ta thể thấy những gì mà Blitz Esports cần làm để có thể comeback đó là những tình huống côn rất là hay đến từ Crazy Guy, và gần như là bắt bài hoàn toàn Jessivat cũng như các thành viên bên phía team Secret ở bên phía tấn công thi đấu Ascent vừa rồi. Cũng ở match thi đấu Icebox, trong cặp trận thi đấu giữa Paybreak và Talon, nhưng lần này thì Talon đã bị hủy diệt hoàn toàn tại chính bản đồ pick của mình. Và ở ngay round thi đấu thứ 7, chúng ta có thể thấy tại sao Paybreak có thể hủy diệt Talon một cách dễ dàng như thế. À, dạo gần đây thì cũng đã được chú ý nhiều hơn, đúng không, ở Duy Đức? Đúng vậy, thường thì chúng ta sẽ luôn luôn mất một khoảng thời gian để cho những khẩu vandal mới có chỗ đứng ở trong những giải đấu thi đấu chuyên nghiệp, để các tuyển thủ có thể khai phá ra những khẩu súng này. Và phần nào đấy thì những player phổ thông như chúng ta cũng có thể học theo, mua theo. Giống như ngày xưa hiện tượng đã từng xảy ra với một vài khẩu như là Gaia hay là cả RGX. Thì
Thực sự ngày đầu thì mình hiếm thấy người ưa thích khẩu ra đồ Gaia cho đến từ couple như là Human One, hiệu như Human One bắt đầu sử dụng nhiều hơn. Nhưng lại là bức tường chặn mid và chạy vào B đến từ bên phía đội của Paybrex. Nhưng họ đang đi rất chậm đến khu vực top. Washington đã bị bắt rồi, ban cần làm đôi nhanh ấy chỉ bắn yếu được đối phương thôi. Giờ tình huống có sẽ đẩy cho vị trí của Zipboy. Zipboy đã thấy cánh tay của anh chàng Jing. Một viên slow được trả ra nhưng Jing là người bắn tay to hơn và ngay lập tức gọi dậy người anh em Forsaken của mình. Tạm biệt vị trí của Crew, tình huống quá nhiều góc để check dành cho cái tên Crew này. Đó là từ chiến thắng thứ 5 nó sẽ tới cho các thành viên phía đội Paybrex thôi. Thú thực rằng cho dù là có một cái màn trình diễn phải nói là lịch sử dành cho Talon khi lần đầu tiên họ lọt vào vòng playoff ở kỳ Stage 1 vừa rồi, nhưng cái chênh lệch về mặt trình độ giữa hai đội tuyển mình vẫn còn khá là lớn. Với các bạn khán giả nào chưa biết, Talon không hoàn toàn là một team mà gọi là full Thái Lan, họ chỉ có 3 player đến từ Thái Lan mà thôi. Và ở đây full player Thái Lan là Sớm cũng đã bị hào hụt bởi Forsaken rồi. 3 Thái Lan thì bao gồm là Crew, là Sớm, là Zipboy, còn Governor và Ban là những player như anh chàng Rossi hay gọi là nhập khẩu. Nhưng đó là những tín hiệu tốt dành cho bên phía đội của Talon Esports tại Stage 1, khi mà họ thực sự đã có những game thi đấu hay, những chiến thắng ấn tượng. Chỉ có điều là ấn tượng với thì ấn tượng đối bên kia cũng là Paybrex đấy. Chính xác. Trước khi chúng ta đến với round thi đấu thứ 7, hãy cùng điểm qua về những cái điểm chiêu cuối. Một trong những thứ ảnh hưởng rất là nhiều đến việc lối chơi trong round thi đấu của Paybrex sẽ được thực hiện như thế nào. Với các thành viên bên phía của team Talon Esports, họ có một Thrash tới từ vị trí của Cruz. Đây là một chiêu cuối rất là linh động và nó có thể sử dụng ở bất cứ vị trí. Còn chiêu cuối đặc biệt nhất đó chính là cái cầm chân của Ban. Nếu như đây là một quyết định đánh của ông Seiya, một chiêu cuối của Ban mà các thành viên bên phía Paybrex không có khả năng để phá hủy được nó cũng sẽ là một vấn đề. Nếu như họ đánh vào B từ khu vực B main cũng sẽ là một điều tương tự khi Ban có thể sử dụng ở một vị trí khuất và nó khiến cho các thành viên bên phía Paybrex sẽ bị zone out. Vậy thì phương án thích hợp nhất ở đây có thể sẽ là khai thông tại khu vực mid. Mọi người thường nói Paybrex có một lối chơi rất là W gaming, rất là hổ báo, nhưng thực sự có phải như vậy hay họ cũng là một đội tuyển đầu tư rất là nhiều vào những cái lối đánh? Hãy cùng theo dõi những cái round thi đấu này. Những setup đầu tiên của các thành viên bên phía Talon Esports sẽ là bắt bài với 3 người ở bonsai A. Họ vẫn sẽ ưu ái nhiều hơn cho khu vực bonsai mà các thành viên bên phía Paybrex thường xuyên tấn công. Và ở nhịp này, chúng ta có thể tạm dừng tại đây. Đây là hai hướng di chuyển tấn công từ đội hình bên phía của PRX. 4 người tại khu vực A-side tạo động và có những cái điểm ping về một góc gọi là triple pick từ các thành viên bên phía Talon Esports. Trong khi đó, Something anh ta vẫn đang một mình ở khu vực bonsai B. Vậy thì lý do tại sao Something lại làm cái điều đó? Trong khi đó khu vực B-side đội hình bên phía Talon Esports không bao giờ có một động thái muốn đẩy. Họ sẽ luôn thi đấu rất bị động để có thể sử dụng những trái smoke one way tới từ anh chàng Zipboy và tạo ra những cái lợi thế về mặt tầm nhìn cũng như là thông tin. Sau đó các thành viên bên phía Talon sẽ chủ động chơi trên một pha retake. Họ muốn dựa vào cái cầm chân của Ban. Thành công trong việc tạo động ở khu vực bonsai A khiến cho đối phương bắt đầu có những cái sự lơ là. Và bây giờ là một trái smoke quen thuộc tại khu vực mid. Nguy cơ bị spam là có, và đó là lý do tại sao Jing đã sử dụng cho mình một lớp tường băng để những người đồng đội có thể băng qua một cách an toàn. Nhưng Forsaken anh ta lại tách đoàn. Một đường đi lẻ tới từ vị trí của Forsaken nó không phải là điều quá quan trọng. Chúng ta có thể dừng tại đây. Hãy cùng hiểu rằng Forsaken dù có bị bắt lại ở trên khu vực Orange đi chăng nữa vẫn sẽ có một cái hồi sinh tới từ vị trí của Jing. Và đấy là lý do tại sao My Freak anh ta là người đã đi đầu, để nếu như trong trường hợp mà My Freak bị outplay bởi đối phương, Jing sẽ là người đổi mạng. Và như vậy thì các thành viên bên phía Paybrex vẫn có thể sử dụng được cái hồi sinh này để đảm bảo rằng về mặt nhân sự họ sẽ có những cái áp đảo so với các thành viên bên phía ở Talon Esports. Thêm vào đó một yếu tố nữa, họ đều biết rằng các thành viên bên phía ở Talon Esports sẽ để Zipboy bắn ở khu vực trong side để có thể tận dụng tối đa khả năng của trái smoke one way. Đó là lý do tại sao họ đang chia cắt đội hình bên phía Talon thành hai hướng, không cho các thành viên ở khu vực Bosea có thể rotate được. Chúng ta có thể nhìn thấy là Governor rất là muốn tới khu vực top hỗ trợ cho người đồng đội của mình, nhưng bất cứ một án binh bất động nào của anh ta ở thời điểm hiện tại đều nằm trong phạm vi kiểm soát của đội hình bên phía team Paybrex. Và Jing cũng như là Something bây giờ chỉ có thể đẩy vào ném một slow off để cản trở việc di chuyển tới từ anh chàng Zipboy. Thành công trong việc chiếm khu vực bonsai và họ còn cài thêm người ở khu vực top, không có bất cứ một kẽ hở nào để cho các thành viên bên phía của Talon Esports bây giờ có thể di chuyển về và hỗ trợ một pha chơi retake. Với 3 người, các bạn không có thông tin, các bạn không có vị trí, các bạn thua hỏa lực, các bạn thua về mặt nhân sự, gần như chắc chắn sẽ là một round thắng dành cho các thành viên bên phía của team Paybrex. Và đó là lý do tại sao mà Surf cũng đã có những ý định là muốn xếp súng. Governor cũng vậy, anh ta cũng hiểu ý định của người đồng đội của mình. Họ muốn côn một tiếng đi xếp, nhưng rõ ràng rồi, chiến thắng chắc chắn thuộc về Paybrex. Và đó là lý do tại sao mà Forsaken tự tin để có thể đi đầy. Và phần còn lại thì chỉ là những kỹ năng thuần túy tới từ các thành viên bên phía Paybrex mà thôi.
Vậy là chúng ta khép lại tuần thi đấu đầu tiên của mùa giải VCT Pacific Stage 2. Đã có rất là nhiều trận thi đấu hấp dẫn, đã có rất nhiều những cái draw thi đấu hay. Và 3 trong số ngày hôm nay là những cái draw thi đấu ấn tượng nhất mà bọn mình đã đem ra và phân tích dữ liệu cho các bạn khán giả, để chúng ta cùng thấy rằng lối chơi của các đội tuyển họ đã có những sự thay đổi như thế nào so với những cái mùa giải Stage 1 đầu tiên. Và tất cả bây giờ đều đang hướng đến cho mùa giải cuối cùng của năm, đó chính là Champion. Các bạn khán giả thân mến, đừng quên để lại cho bọn mình nút like cũng như là subscribe trên YouTube Valorant Champions Tour Việt Nam để tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo trong mùa giải Pacific Stage 2 cùng với những đội tuyển mà các bạn yêu mến. Và đồng thời đừng quên để lại cho bọn mình một comment ngay phía bên dưới để bọn mình có thể cải thiện thêm về series VC Tactical. Và giờ có lẽ đã đến thời điểm chúng ta nói lời chào. Xin chào và hẹn gặp lại.